Tối nay em giới thiệu chay, giới thiệu sơ qua cho các bác một siêu phẩm của Anh. Cặp này vô cùng là hiếm. Đấy, và báo giá cho các bác. Với cặp này thì nói này thì sẽ nhiều anh em vạch đá, nhưng mà không phải lúc nào có tiền cũng sở hữu được cặp này các bác nhé. Đấy, đã là dân chơi đấy, thì những cái cặp như này thì các bác rất là đáng quan tâm. Distance 662. Cặp này thì nếu mà nói về distance 66 thì rất nhiều anh em biết. Còn 662 này thứ nhất là nó hiếm. Còn chất âm thì nếu đánh giá cặp distance 66 6 điểm thì cặp này phải tầm 9 điểm rưỡi 10 điểm. Đấy, em đánh giá distance 66 thì em bán rất nhiều rồi. Còn distance 662 này thì phải nói có thể đây là cặp thứ hai thôi. Làm rất là lâu rồi. Đây là cặp thứ hai và rất là đẹp nhé. Cấu hình cặp này thì nó cao khoảng hơn 1 mét một chút, khoảng 1 mét 1, 1 mét 1 có dư đấy các bạn. Và cặp này thì về trong tình trạng vô cùng đẹp. Từ màu vân gỗ đây các bác nhìn nhé, một cặp loa sử dụng loa trở kháng 8 ohm. Đây hậu liên lạc đẹp. Ngày mai em sẽ lên sóng em test nhạc cho các bác. Cặp này thì sẽ để cho các bác với cái giá cực kỳ hợp lý, 46 triệu, tròn luôn. Cái giá cực hợp lý nhá. Nó chỉ tầm tiền như cặp Pioneer CS99A, chỉ tầm tiền nhỉnh hơn một chút so với cặp Titan 66 thôi, nhưng mà cơ bản là nhập được hợp lý. Để cho các bác hợp lý, một cặp loa 46 triệu, một cặp loa Anh sử dụng một bát 30, một bát 30 cộng hưởng, một chung và một tép. Cặp loa vô cùng là đẹp. Và chất âm cặp này thì bác xem review kể cả bên nước Anh luôn và những cái nước châu Âu người ta sử dụng. Rồi, cảm ơn các bác.